Trong cái buổi showcase này em cũng đã có mời bạn ấy à, nhưng mà hình như là bạn ấy bận quá nên chỉ xin thôi chưa trả lời. Khai Trần, tôi không muốn làm rõ ồn ào về mối quan hệ giữa tôi với Sơn Tùng. Ngày 30 tháng 11, Khai Trần đã tổ chức showcase ra mắt ca khúc Ume Em. Đây cũng là sản phẩm đánh dấu hành trình mới của anh sau khi rời công ty MTP Entertainment. Khoảng thời gian là nghệ sĩ trực thuộc công ty của Sơn Tùng, rất nhiều tin đồn không hay đã nổ ra. Trong số đó, mối quan hệ giữa Khai Trần và Sơn Tùng là điều khiến netizen thắc mắc. Cũng trong đêm showcase lần đầu tiên, Khai Trần đã có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh loạt tin đồn về mối quan hệ với Sơn Tùng. Nam ca sĩ khẳng định cả hai vẫn giữ liên lạc dù khá bận rộn với những dự án riêng. Thời gian tới, anh cũng sẽ nỗ lực hơn nữa để có thể đem đến những sản phẩm chất lượng cho khán giả. Nam ca sĩ cho biết mình đã gửi lời mời tham dự showcase đến tất cả những thành viên trong công ty cũ, trong đó có Sơn Tùng. Anh rất mong mọi người sẽ đến, nhưng Sơn Tùng lại xin tin nhắn và nam ca sĩ cũng thông cảm cho hành động này. Trong cái buổi showcase này, em cũng đã có mời bạn ấy, nhưng mà hình như là bạn ấy bận quá nên chỉ xin thôi chưa trả lời. Nhưng mà em nghĩ là nơi phương xa ấy thì bạn ấy cũng sẽ cổ vũ và ủng hộ cho em thôi. Đó là em nghĩ là mọi người cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Tại vì đôi khi bạn ấy cũng quá nhiều việc nên là sẽ không đến được. Bọn em vẫn giữ tinh thần là tôn trọng và ủng hộ cho nhau. Điều ít ai biết là lúc Khai Trần ra đi, anh và Sơn Tùng đã có một cuộc trò chuyện nghiêm túc về chuyện có níu kéo hay không. Lúc đó anh em cũng có nói chuyện và nói về ước mơ chia sẻ với nhau, nhưng cả hai đều hơi tiếc với nhau một tí vì vẫn chưa đi xa hơn, chưa đi đến cuối con đường, chưa đi được nhiều hơn, ngoài ra cũng không có chuyện gì cả. Cũng tại đây, Khai Trần đã một lần làm rõ những tin đồn không hay liên quan đến mối quan hệ giữa anh và Sơn Tùng. Trong khi có rất nhiều đồn đoán cho rằng cả hai ngừng hợp tác trong ồn ào và có mối quan hệ không mấy tốt đẹp, Khai Trần lại phủ nhận điều này. Tôi cũng không muốn làm rõ những ồn ào về mối quan hệ giữa tôi với Sơn Tùng, vì đối với tôi, làm ở đâu cũng vậy. Mỗi khoảng thời gian là một bài học để bản thân tôi rút kinh nghiệm, trưởng thành, tử tế hơn. Mọi người cứ bàn tán nhưng bản thân tôi, cả hai vẫn vui vẻ, trò chuyện với nhau. Tôi luôn đặt sự tôn trọng cho công ty cũ của mình. Trả lời về vấn đề liệu Khai Trần có vô tình trở thành bạn sao của Sơn Tùng trong suốt thời gian hoạt động tại MTP Entertainment hay không, anh nói. Còn tôi không nghĩ gì về chuyện trở thành bạn sao hay thế nào. Khi học hỏi thì đôi khi cũng bị ảnh hưởng khá là nhiều, nhưng đó là điều tốt cho những chặng đường sau, đó là kinh nghiệm cho tôi. Cuối cùng, cái bản chất của Khai Trần mới là quan trọng. Một điều đáng chú ý là ekip của Mono ở thời điểm hiện tại cũng chính là những người từng có khoảng thời gian làm việc với Khai Trần dưới trướng MTP Entertainment. Sau khi rứt áo ra đi, đa phần đã trở thành ekip của Mono, giúp chàng ca sĩ sinh năm 2000 tạo được danh tiếng vững chắc chỉ trong thời gian ngắn. Trong khi đó, dù có xuất phát điểm tốt, nhưng sự nghiệp của Khai Trần lại khá lận đận. Xoay quanh câu chuyện này, Khai Trần cho biết anh không thấy tủi thân khi ekip cũ giúp Mono nổi tiếng. Ngược lại, Khai Trần luôn cảm kích ekip cũ vì đã đồng hành cùng mình.